Kính thưa quý ông bà, cô chú bác, các anh chị, hôm nay Tâm xã giới thiệu một vườn hoa rất là đặc biệt. Nơi này bán rất nhiều loại hoa sen và hoa súng. Cái điều đặc biệt ở cái vườn hoa này đó quý vị là khi quý vị chưa bước vào bên trong đó là đã nghe tiếng thác chảy róc rách từ phía trước và ra tới tận ở phía sau của khu vườn luôn. Và ở đây đó thì những cái tượng cũng như là những cái chậu rất là đặc biệt, giống như là họ lựa chọn những cái mà không có bị trùng hợp với những nơi khác đó. Sau khi đi qua khỏi cái bức tường này đó là sẽ tới cái nhà kính, người ta trồng rất là nhiều loại bông súng đó. Có rất là nhiều loại thác. Thác vòng tròn, thác hình xoắn, đủ thứ hết. Ngang tới lúc này thì Tâm xã thấy một cái chuông rất là lạ. Để thử nha, để Tâm xã thử, Tâm xã đánh thử. Chuông cũng rất là thanh. Hồ sen này nè là người ta trồng ở ngoài, nhưng mà thực ra tới mùa đông người ta sẽ đem những cây sen vào bên trong nhà kính đó, tại vì nó chịu không có nổi lạnh đó. Rồi bây giờ đang đi tới cái chỗ cái hồ súng, thì súng này á thì họ để là có thể chịu được mùa đông, cho nên người ta không có cần phải đem vô trong. Bây giờ Tâm xã đi vô trong cái nhà kính trồng sen nha. Rất là nhiều loại. Bông màu vàng đẹp quá ha. Thì ở nơi đây cũng có rất là nhiều kích cỡ đó. Thì cỡ nhỏ, cỡ người ta nói là mini đó. Rồi cỡ nhỏ, cỡ trung và cỡ lớn. Và đây là người này giúp Tâm xã chọn chậu sen để mua về nhà đó. Và nếu Tâm xã nhớ không lầm thì cái mini thì 40 đồng, size nhỏ thì 70, size lớn hơn thì 90, và size lớn thật lớn thì là 199 đồng. Lựa một hồi thì cuối cùng Tâm xã chọn cái size nhỏ, tại vì nó vừa vặn với lại cái hồ của Tâm xã đó. Và bên trong này thì có thêm những loại súng như thế này nữa, là súng mà họ gọi là súng nhiệt đới đó, thơm lắm. 2 năm trước Tâm xã có tới mua một cái loại súng nhiệt đới này mà không có biết cách chăm sóc đó, cho nên qua tới mùa đông thì nó chết. Đây là cái bảng nè, mình qua khỏi cái hàng cây này là không được, chỗ đó là dành riêng cho những cái người làm ở trong đó thôi. Những nhà kính như thế này nè, vậy chứ mà rất là tốn kém, tại vì á họ phải có cái quạt để mà họ quạt, để mà điều hòa cái không khí, cái nhiệt độ ở trong cái nhà kính đó. Đó là nãy giờ Tâm xã đưa quý vị đi tới cái khu vực mà họ gọi dành riêng cho những cái cây nhiệt đới thôi. Đó là nó nằm trong những cái nhà kính đó đó quý vị. À, còn cái thùng xanh xanh đó là nhà xí đó. Rồi đi qua khỏi cái cổng này sẽ có rất là nhiều điều bất ngờ. Phía trong đó đó là khung cảnh y chang đồng quê Việt Nam mình vậy. Và đây là con đường mòn nè, dẫn đi đến cái rừng tre.
đây là con gái của người bạn của Tâm Xã, và con gái của Tâm Xã mặc áo màu trắng đây. Và hai bé đóng vai là một bé là gái Cần Thơ, và bé kia thì là Việt Kiều trở về nước. Thì cô bạn Cần Thơ dắt bạn của mình đi tham quan. Cô gái Cần Thơ chứ. Đây, ở đây đủ thứ kiểu thác hết. Thác tròn, thác tháp, thác cao, thác vuông, thác đủ thứ hết. Rất là lạ. Tâm Xã gửi đến quý vị một vài hình ảnh của cái nơi vườn cây này. Thì xin hẹn lại quý vị trong một dịp nào đó. Nếu Tâm Xã trở lại thì Tâm Xã sẽ quay thêm để cho quý vị xem. Trong này là nơi tính tiền, và người ta có một cái quầy để bán tất cả những vật dụng cũng như phân bón cho súng và sen. Đó, Tâm Xã đang kéo cái cây sen đó, đó người ta gọi là nhỏ cho với Tâm Xã, là đó là quá lớn so với cái hồ của nhà Tâm Xã rồi. Tâm Xã cũng đi vô đó để tính tiền. Khi hồi nãy Tâm Xã lựa được một cái chậu sen. Tâm Xã xin được chào tạm biệt và xin kính chúc quý vị thân tâm luôn được an lạc. Tâm Xã xin chào tạm biệt quý vị.